Hi, chào tất cả các bạn. Nay mình ở nhà, sáng sớm mình tưới mấy cây các bạn ơi. Có mình ở nhà mấy cây được tưới rồi, được mát mẻ rồi. Sáng này các bạn cứ tưới đều lên thân vậy nè, đó, cho nó mát cây. Chiều chiều cả 4 giờ cái mình tưới sơ qua một cái nữa, tưới ít thôi, ngày tối thì nó lạnh đó. Ê, khi chống chạm, tắt chống chạm lắm. Đó, vườn mai mình là phải có 4-5 cái chống chạm vậy đó, bị cảm biến đó các bạn, ai đi ngang qua nó kêu lên, có vậy cũng đỡ lắm, nếu không mấy cây này chắc mất lâu rồi. Tại khu mình ngăn chậm nhiều lắm, chậm giặt đó các bạn, tập sớm mình cũng có thằng ăn chậm giặt nữa, chán lắm. Ở sớm mà có thằng là vậy là nản lắm các bạn ơi, phá nó không dám ăn chậm gì nhiều á, lấy ba cái lật giặt vậy thôi, giống như ton sắt xi măng vậy, có mấy vật liệu xây dựng rồi đó. Ở nhà thấy nhà ai mà để mấy cái tấm ton rồi đó, sắt mà sơ hở là nó bợ rồi, về nó xây mấy cái chuồng gà, chuồng heo, mấy chỗ ở của nó. Không biết sớm mấy bạn có thằng giống vậy không ha, chứ mình thấy khu nào cũng vậy á, cũng phải có một thằng. Còn chừng tháng mấy nữa Tết rồi các bạn ơi. Năm nay thấy Tết gì mà chán quá, không có giống như là không có ham muốn giống như mấy năm trước nữa. Các bạn có thấy giống vậy không? Mấy năm trước chỉ còn còn chừng 2 tháng cuối Tết thôi, công việc rồi làm tấp nập làm không kịp luôn. Năm nay chơi không, năm nay chơi hơn nửa năm luôn rồi các bạn. Cái này mới ghép nè, mới đẩy ra xum xê ạ. Năm nay vẫn có bông nè các bạn. À, nụ rồi. Mà nó ít hơn mấy cây mà 2-3 mùa. Cây này mới mùa đầu. Để sáng tưới cây nè, quay cái clip nói chuyện với các bạn chơi, cho đỡ buồn. Chứ ở nhà chỉ có sáng tưới mai, chưa chưa lo mấy con gà. Còn nếu mà không làm mấy đó thì vô chăm nhóc, cho bú ru ngủ. Ăn nhàn rồi các bạn. Ăn nhàn thì không có tiền, phải đi làm mới có tiền thôi. Nghỉ làm 6 tháng này rồi các bạn, dịch đó. Gặp mình có mấy thằng nhóc ở nhà đó, đâu dám đi làm đâu. Đi làm về mình thì không sao đó, có chích 2 mũi. Mình sợ về lây cho mấy thằng nhóc, thôi nghỉ làm luôn. Bớt bớt dịch rồi đi làm lại. Giờ bị quá trời luôn các bạn. Giờ ra đường đâu có biết ai F0, F1 đâu, nhiều khi đứng kế mình cũng không biết nữa, khổ vậy đó. Ấy à, thật tay quá, nhờ đầy luôn mà, nhiều khi F0 mà nó đi một vòng luôn á. Mấy bạn mà mấy vườn mai của các bạn á, hoặc nhà các bạn á, các bạn mua cái cảm biến á, nó về bạn gắn, nó có 100 mấy à, mà bạn gắn á, chỉ cần có bóng người đi ngang qua thôi là nó kêu lên, đỡ lắm các bạn ơi. Đó là như mình tưới cây đó, mình đi ngang qua một cái là nó kêu lên. Tuần ngày có ba mình ở nhà, sáng sớm là ba mình dậy sớm lắm, tắt mấy cái chống chậm hết à. Nay ổng nằm viện rồi, đâu có ai tắt đâu. Nhiều khi tới trưa mình ra tưới cây rồi mới tắt, còn không chị mình tắt. Bởi vậy có ba ở nhà rất là quan trọng nha các bạn. Cây này mình cũng mới quét, ghép 2 mùa quá, ghép có nhánh lên rồi bạn ơi. Đó, con chó mà thấy mình là sủa vậy đó, nó mới kêu mình vậy đó các bạn. Mới sáng mấy bạn tưới cây chưa ha, giờ chắc cũng 7 giờ mấy á các bạn, 7 giờ mấy bắt đầu nắng lên là mình tưới. Chứ hôm trước á, hôm trước mà nắng gắt đó các bạn, sáng sớm là mình tưới rồi. Bây giờ thời tiết nói chung là sáng sớm nó hơi lạnh.
với lại tối á nó cũng lạnh lắm, bởi vì chiều á mình tưới sơ mà, tưới mấy cái lá mà sơ qua cái cho nó mát thôi, chứ mình tưới vô cái gốc nhiều quá nó bị lạnh rễ nha các bạn, lạnh rễ thì không tốt đâu. Rồi, mấy cây phát tài vậy chứ nó sống dài ghê các bạn, chặt vô mình chân ở trên chỗ cúng hoài vậy, mở lên hoài luôn, chân cũng lâu lắm đó các bạn. Còn mình lấy mấy cái này về, củ hủ dừa các bạn, làm củ hủ dừa xong mình lấy mấy cái này về mình làm phân, ví dụ là có cái máy đó các bạn mình xay nhuyễn ra mình làm phân. Cái cây dừa các bạn là coi như là nguyên cây dừa mình đâu có bỏ gì đâu, trái thì mình ăn nè, lá thì cũng bán được luôn nè, mình thấy ở dưới Bến Tre hoặc dưới quê đó người ta tước mấy cái lá cái người ta bó lại người ta đem đi người ta bán à, thì thân nó các bạn thấy không, mình đi xuống cầu Dập Miễu mình thấy nó ghim làm bờ kè các bạn, cái thân của nó là bờ kè, thì cái ngọn của nó là ta ăn củ hủ dừa đó, bạn đâu thấy bỏ gì đâu, nhiều khi thân dừa người ta lấy ra làm đồ mỹ nghệ nữa, nhân cây dừa mình thấy là không có bỏ gì hết, từ nhỏ đến lớn luôn không có bỏ cái gì hết, lấy hết. Mọi người trồng cây dừa có lại quá bạn ha. Bây giờ mình thấy dưới quê đa số người ta trồng dừa nhiều, dưới Bến Tre Vĩnh Long mình đi xuống dưới á mình thấy là trồng dừa nhiều lắm. À, dừa khô bán cũng có tiền đó, cái tới mà mùa cái có người vô thọc có người vô kéo luôn, chứ mình không có làm gì hết á, mình xuống dưới mình thấy vậy á. Mấy cái bông giấy này tưới sơ thôi bạn, không cần tưới nhiều, mai mình cần tưới nhiều bông giấy nó chịu khô. À, mình xuống đây bắt đầu nó chỗ sùm chắc thôi ha, vậy clip nói chuyện với các bạn tới đây thôi, chứ xuống đây con chó nó sủa sùm quá. Tưới mấy cây này rồi ha, mình kết thúc tại đây nha, chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nha, rồi bye bye các bạn.